phim Dune 2 có hay không hay là nó buồn ngủ như phần comment của phê phim nói chúng tôi đã đi xem 4 lần và sau đây là review Dune phần 2 đầu tiên thì cái phim này phù hợp với ai thì bạn phải là người xem phần 1 đã thứ hai là những người đã đọc tiểu thuyết thứ ba là thích xem cái kiểu phim xây dựng thế giới khoa học viễn tưởng thứ tư bạn là fan của cái ông này và thứ năm là bạn phải mang não đi xem phim tại vì nó là Dune chứ không phải là trên bàn nhậu dưới bàn mưu giờ thì tôi sẽ nói nhanh về những cái hay của phim này đầu tiên là nhân vật xây dựng có chiều sâu được phát triển nhiều hơn so với chuyện theo tôi tìm hiểu thì trong chuyện tập trung vào phát triển chính trị tôn giáo hơn và nhân vật thì không được phát triển nhiều đến thế đấy là theo tôi tìm hiểu đó nhé nếu mà sai thì các bạn hãy vào vào mồm tôi điểm hay tiếp theo là kỹ xảo hình ảnh nó nhanh nó đẹp nó tuyệt hảo nếu đun hai là một gói gia vị thì nó sẽ là gói muối hào hảo đấy nói thế thôi nhanh à, đấy là hai cái điểm mà tôi thấy hay à, cái chê của tôi với phim này là nó có nhiều nhân vật bị vội vàng quá trong câu chuyện phát triển chưa đủ và combat cuối thì chưa đủ phê nếu mà để cực phê thì phải cho chấn thành vào đấy review nhanh thì là như thế đến đây thì các bạn có thể tắt video và đưa ra quyết định đi xem phim được rồi còn bây giờ là review chi tiết hơn đầu tiên nói về cốt truyện đi thì tôi chưa đọc tiểu thuyết gốc bao giờ mà chỉ xem phần 1 của phim trước khi xem phần 2 thôi. Ở phần kết đầu tiên thì hai mẹ con Po và Jessica đã sống sót sau cuộc tấn công của nhà Hakonen và đi cùng người Freeman để tìm chỗ trú ẩn. À, phần phim này thì sẽ nói về hành trình của Paul trở thành người Freeman và tất cả cái diễn biến thay đổi tâm lý của Po khi nhận ra là việc mình cần làm. Nghe cốt truyện thì không có gì đánh nhau đúng không? Nhưng mà nó có đánh nhau đấy. À, po ở đầu phim và cuối phim thì là hai con người hoàn toàn khác nhau và có sự thay đổi để hướng tới cái kết của phim một cách hợp lý và đầy đủ. Nếu như phần 1 thì Po ở thế bị động kiểu như là kịch bản như nào thì bố mình như thế thì ở phần 2 po chủ động hơn rất nhiều cưỡi sâu chém nhau thậm chí còn làm thủ lĩnh tộc freeman nó sẽ là một nhân vật thú vị và đáng để theo dõi hành trình à, timothy chamolet trong cái phim này diễn hay chính cái cậu bd trong phim này cả thiên người trong phim này đã biến thành một thủ lĩnh đi chinh phạt và toát ra được cái thần thái của một người như thế thì bố này đã làm thành công đầy đủ mọi cảm xúc từ tổn thương khi mà thấy vẫn cảnh tương lai cho đến thực sự uy quyền khi mà đứng lên dẫn dắt tóm lại là cộng một đề cử oscar 2025 đúng thật là mỗi lần lên hình thì ông này lại có một cái năng lượng mà khiến mình chỉ dán mắt vào màn hình để xem mới thôi kiểu ui ông ấy tốt nhờ chắc là sau này không phá cả vũ trụ đâu hành trình của paul thì tuy không phải là mới cái hành trình này được hollywood làm vài lần rồi tôi thấy là đun thì làm ổn nhất tại vì cái tình tiết này thì xuất hiện trước cả star thậm chí có người còn so sánh uh, Paul Atreides với lại Anakin Skywalker trong Star Wars thì đúng là hai nhân vật có nhiều điểm tương đồng đều đi qua sa mạc bằng phương tiện rất nhanh đều chiến đấu vì gia tộc nhưng mà sau đó thì dần dần chống lại họ đều tóc dài xoăn xoăn và khiến fan girl sướng điên cả hai anh này sau này còn giống nhau nữa nhưng mà để đảm bảo trải nghiệm của mọi người thì những ai muốn tìm hiểu có thể đọc sách để biết trước chứ tôi không muốn spoil nhưng mà có nhiều người cho rằng hành trình của Paul thì vẫn quá dễ dàng thì theo tôi nghĩ là nó là do số phận sắp đặt rồi kiểu giấc mơ như nào thì nó phải như thế có đúng một hướng như thế mà đi thôi mama boy dần theo hướng đúng quỹ Tạo mẹ chọn và trở thành Muadip để chiếm lĩnh hương dược xong cuối phim thì thành đúng ông Lisan luôn để góp phần vào cái hành trình Po Muadip này thì phải có sự góp sức giật dây không nhỏ của Jessica bà này mà làm rapper nghệ danh chắc chắn là hưng cao Jessica phần phim này thì cũng thay đổi 180 độ so với phần trước phần này thì bà ấy trở thành kẻ giật dây trong bộ tộc Freeman đưa ra những lời tiên tri cho sự xuất hiện của Lisan Agaip người cứu rỗi để người Freeman giành độc lập từ đó thì chúng ta thấy được là cái sức mạnh của tín ngưỡng của niềm tin mà người dân Freeman có Jessica cho thấy rằng mục đích thực sự của mình và gần như là hắc hóa trong phim này nhưng mà đấy vẫn chưa phải tất cả đâu nhé cái phần phim này chúng ta thấy được sự nguy hiểm của ông bin gazerit Nhưng mà ở đấy thì có rất nhiều phiên bản hưng cao khác nhau giật dây để đi tìm kẻ đưa họ đến sự tối thượng hay còn gọi là cái này tên khó đọc quá nhân vật này chứng tỏ cho ta thấy là sức mạnh của tôn giáo nó mạnh như nào và đương nhiên là rebecca ferguson thì vẫn là diễn viên thực lực mang cho vai diễn này nhiều sự bí ẩn cũng như là lo sợ khiến cho tôi cảm thấy thực sự là bà này nguy hiểm thật mà nhá tôi còn sợ bà này hơn cả ông phản diện nếu là jessica là người ban phát thì ví dụ rõ nhất cho người ảnh hưởng bởi tín ngưỡng là Steel Stilga thì là cây hài của phim đi Cái hài này là kiểu dry humor ấy Khô như sa mạc luôn Nhưng mà nó rất hài Chắc là Stilga phải ăn rất nhiều hạt nhài Tại vì ông ấy hài nhạt ấy nhưng mà nhạt mà vẫn duyên vẫn cười được vẫn hài thì cái niềm tin của ông này về việc po trở thành lisan agaip là rất lớn thì ai cũng cần một người bạn như là Stilgar ở trình độ bạn có hạn tới đầu thì ông ấy cũng tăng lên ngút trời tuy là ông ấy không thể hiện trước mặt po điều đó nhưng mà sau lưng thì ông ấy thực sự tin po là cái người đấy thì kiểu trung bình có chuyện người được chọn kèm theo công cuộc truyền bá của jessica nên là không chỉ Stilgar tin mà thậm chí là cả người freeman đều tin rằng họ đã tìm được vị cứu tinh cho dân tộc của mình người freeman khi tìm được người chỉ lối chọn thì cứ thế mà tiến lên thôi ở đây lại thấy được cái sức mạnh của tín ngưỡng lúc đầu thì ý cầu may khi mà chưa thấy kiểu là dấu hiệu gì cả nhưng mà lúc sau thì vùng dậy như sắp giải phóng đến nơi rồi và nó khiến cho cuộc chiến này thêm phần căng thẳng mà đương nhiên là đánh nhau mà một phe thôi thì chán nên là phần phim này là nhà hanoken thực sự đáng sợ hơn phần một rất nhiều ngoài rap ban do đây bao ra đóng thể hiện sự đần độn ra kiểu bố chắc phải đần ngang rock trong mcu như đồng mất não trong bộ dạng cơ bắp ấy chỉ óc thì lại nghịch với cơ thể thì chúng ta có sự xuất hiện của fay hanoken thằng cháu của nhà hanoken tính cách thì dốc cờ và tạo hình thì mega phiên bản đen trắng khi nhân vật này có có rất nhiều ấn tượng đối với tôi ấn tượng phải gần bằng x world ứng dụng giúp bạn có thể vừa chơi game mà vừa kiếm tiền rút trực tiếp về ví momo cực kỳ nhanh chóng rút một phát là vào ví ngay quan trọng trên hết là app không yêu cầu thông tin cá nhân gì cả và không cần nạp tiền các bạn có thể cày chay để chơi được độ uy tín đã được kiểm chứng bởi hơn một triệu người dùng và cách kiếm tiền thưởng thì cực kỳ đơn giản chỉ cần chơi game làm nhiệm vụ trong app với cái trò vua thoát hiểm thì các bạn chỉ việc chọn phòng để trốn sát thủ mẹo để thắng là chỉ cần xem kết quả của các vòng trước sát thủ ở phòng nào phòng sau mình và vào lại phòng đó thì tỷ lệ né sát thủ là tám mươi còn cho chạy đua nó chơi kiểu đua ngựa ấy. chọn nhân vật bạn yêu thích và đặt xu thôi nếu chúng được x năm thưởng và nhắc lại là game không cần nạp tiền cây chay là được chỉ mất thời gian thôi linh tả trong phần mô tả và bình luận quay lại với review thì đang nói câu chuyện là ông cháu nhà hai rất ấn tượng thì cái lúc bố này xuất hiện ý là phim gần như quay hẳn sang một cái vai khác luôn đang thấy nhân vật chính làm những thứ để thành nhân vật chính quay ngoắt sang khung cảnh đen trắng anh megamai trắng đen chơi một cân ba từ đấy thì phim mới bắt đầu nó hấp dẫn hơn nhé austin butler thực sự là quá tốt trong cái vai này thành công thoát khỏi vai elvis và chứng tỏ rằng cái đề cử oscar lần đấy không phải là may mắn là một kẻ được chọn khác của Bin Gazarit thì Feyrota là một thằng điên điển hình nguồn cảm hứng của rất Zasati luôn tại vì là khá thích sự đau đớn của người khác và cũng thực sự rất tàn ác với kẻ thù nhất là cái đoạn đấu trường mừng sinh nhật mình ấy nhưng mà ông ấy đúng mạnh thật một mình cân ba mạng mặc dù là hai mạng đã bị nép bẫy thuốc nhưng mà cảm giác đem lại đúng nghĩa là sợ hãi và được xây dựng là một nhân vật đáng để dè chừng ờ, nhân vật cuối cùng đáng để nhắc tới là Chani do Zendaya đóng ở truyền hình thì Zendaya đã gây ấn tượng với cái vai Ru trong Euphoria chứng tỏ là mình có thực lực và thoát khỏi cái mark sao của Disney nhưng mà ở điện ảnh thì vẫn khá đen đóng bom tấn thì mờ nhạt đóng phim nghiêm túc thì bị chơi tơi tả kể cả chính đun một thì cũng chả ấn tượng mấy toàn xuất hiện trong mấy cú chút trong đầu nhân vật chính thôi Khá là mơ hồ nhưng mà phần hai này thì cô được xuất hiện kha khá mà không chỉ là tình yêu bình thường với po mà còn có lẽ là người duy nhất phản kháng lại lời tiên tri cho rằng cái việc cứu lấy ra tộc mình phải là do chính cái người Freeman làm chứ không phải là đợi một thằng nhân vật trong thần thoại cái tâm lý của nhân vật này được phát triển khá tốt mà thậm chí là còn vượt xa so với những gì mà tiểu thuyết viết ờ nhưng mà có khá nhiều người nói rằng nữ chính diễn tệ thì tôi thấy thì tôi cũng chưa biết là tệ chỗ nào mấy cảnh cuối phim thì thấy là diễn khá tốt nữa kiểu biểu cảm tốt mà đem lại cảm xúc với tôi thì là chuẩn mà cuối phim thì cái bà này cũng là người cay nhất tại vì tưởng làm vợ nhưng mà hóa ra là làm thiếp còn vợ của Paul thì lại làm thiếp cho Oppenheimer đúng hài luôn một vài diễn viên nổi khác như là Christopher Walken này Florence Pugh Lea Seydoux hay là Josh Brolin thì cũng góp mặt và đặt dấu ấn riêng trong phim nói chung là cái phần diễn xuất tôi thấy đảm bảo cái kịch bản thì nó cuốn nên là nội dung rất cuốn nếu muốn hiểu phần này thì chắc chắn là phải xem phần 1 để hiểu hơn về các gia tộc này cũng như là bối cảnh chính trị của phim phim này thì đúng kiểu là chính trị vũ trụ ấy. không bên nào là chân lý không bên nào là phe tốt hoàn toàn mà tất cả đều có tham vọng là khai thác được chuộc lợi từ hương dược của hành tinh arakis và ai cũng muốn mình là người thắng ấy những thứ như thế kèm theo việc là tái tạo thế giới sáng tạo này làm cho cái nội dung thú vị và thế giới của phim nó sâu hơn nhiều cái mà tôi muốn khen tiếp theo là kỹ xảo và hình ảnh thì cái ông đạo diễn này thì ông ấy thích kể chuyện qua hình ảnh hơn là thoại nên là một hình ảnh của phim nó đẹp nó mãn nhãn mà nó đẹp theo kiểu là phần lớn là làm được hình nền điện, điện thoại ấy. ở những cái phân đoạn như là cảnh po gửi sâu hay là cảnh đấm nhau cuối phim thì đều thể hiện cái sự epic khá là ít phim mà khi hết thì khán giả trong giả vỗ tay thì đây có lẽ là cái phim đầu tiên mà tôi thấy là ở xuất chiếu mà nó có cả đầu kiếm thì cả dạp im để xem như đã nói thì chúng tôi xem phim này bốn lần cả IMAX cả 4DX cả ScreenX cả Dolby Atmos thì nếu để phân ra trải nghiệm review trải dạp chiếu thì IMAX sẽ là cái định dạng hoàn hảo nếu mà muốn trải nghiệm hình ảnh tại vì phim này quay hết bằng camera IMAX nên nếu mà khung hình to hơn cảnh đẹp hơn nhiều thì trải nghiệm xem phim sướng hơn nhưng mà cái điểm yếu chí mạng của IMAX là không có chỗ mà xem nếu mà đợi một hai tuần nữa xem phim thì là ngon hơn còn nếu mà muốn âm thanh tốt hơn thì xem 4DX có những cảnh lấy camera mà ghế nó chuyển động theo luôn cảnh cưỡi sâu mà xem này thôi phê luôn nhưng mà nếu mà cái này bạn bị tiền đình thì không nên xem, Big Daddy không cần xem cái định dạng này luôn tại vì lúc nào nó cũng lắc, không cần hỏi là ô sao bé không lắc. Với lại là gió thổi trong rạp để nó hiệu ứng rất nhiều. Trời này mà các bạn cảm lạnh xong rồi vào đấy mà bị nó quạt cho nữa thì thôi, bỏ tiền ra thành Captain America. Dolby Atmos với lại ScreenX thì nó đơn giản là phòng 2D nhưng mà nó nâng cấp hơn một xíu thôi. Dolby thì nó mạnh hơn về âm thanh, màn hình thì nó cũ nhưng mà nghe đảm bảo. ScreenX thì có thêm hai cái màn hai bên nhưng mà nó cũng không hơn là mấy. Nói chung là nếu bạn có điều kiện thì nên xem IMAX hoặc là 4DX. Nhưng mà nếu chỗ của bạn mà không có được xem những cái như trên thì xem ra bình thường là được rồi nhưng trước đoạn phim này mà xem trên mạng hay là xem ở tivi thôi thì cũng hơi phí kể cả setup ở nhà có mượt có hay đâu thì nó cũng không bằng trải nghiệm ở dạp được nên là nên ra rạp xem phim ok đấy là cái phần trải nghiệm phần khen đi đến phần chê nhé tuy nhá là cái nhịp phim về sau càng ngày càng nhanh nhưng mà ở đầu phim thì nó vẫn chậm chậm ngang phần một luôn nên là nếu mà ai không trụ được ở phần một ý, thì xem phần hai chán buồn ngủ tầm 15 phút đầu với cả là nhiều tuyến chuyện xem nhau quá nên là cái hành trình của bon trong vánh tuy nó hợp lý và vẫn có cảm xúc dâng trào lúc cần thiết nhưng mà tôi cảm giác là nó có thể sâu hơn nữa cảnh hành động cuối phim thì hoàn toàn có có thể dài hơn rất nhiều. Đương nhiên là nó đẹp và nó hấp dẫn nhưng mà nó hơi ngắn, kiểu nó hoàn toàn có thể dài ra để được chiêm ngưỡng nhiều hơn ấy. Trong sách thì đoạn đánh nhau được miêu tả khá qua loa, trong phim thì làm cho cả khán giả đại chúng xem nữa nên là cái việc cho thêm cảnh đánh nhau là một điều thiết yếu. Bạn tôi cũng thằng đọc sách rồi nó bảo là phim lược bỏ khá nhiều chi tiết trong chuyện rồi, kiểu riêng quyển 1 thì phải làm tới hai phim mới xong. Chỉ chắc là cái nguyên tắc nó phải rất là giàu trí tưởng tượng thì cái việc mà lược rất nhiều để giữ nhịp phim nhanh ấy, khiến cho có vài pha truyền cảnh khá cấn, kiểu như là cố tình cắt để phù hợp với giới hạn độ tuổi ấy. kiểu như là cảnh mẹ Chí Tôn đang làm cái nọ thì đùng một cái po với chan vứ xong khá vội nếu mà bạn chưa xem phần đầu tiên thì khả năng cao là cũng ngủ trong dạp luôn và phim thì cũng chính trị với tôn giáo nhiều hơn là đánh nhau nên là combat nó sẽ ít hơn với những phim sci-fi khác tổng kết lại thì phim này nếu mà các bạn thích cái thể loại này thì nó thực sự hay và đáng xem xem trong dạp thì thấy xứng đáng tiền bỏ ra nếu mà muốn có trải nghiệm mới mà thoát khỏi phim việt thì là một cái trải nghiệm mà tôi thấy trọn vẹn tôi chấm điểm phim này là anh còn yêu em không nếu mà là con sâu trên phê phim cảm ơn các sếp đã xem hết video thì đây, video này hoàn toàn là ý kiến cá nhân thôi nếu mà các bạn có suy nghĩ khác hoặc đồng tình thì hãy comment comment bên dưới và chúng tôi có group phim này hay phết để các bạn có thể vào đây bàn luận tranh luận chửi nhau về phim và vui nhất là trêu mấy ông xích đinh về phim rất là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ review để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại